Vì sao Thủ tướng Canada có thể ra lệnh cho chiến đấu cơ của Mỹ bắn hạ vật thể lạ? Thủ tướng Canada Justin Trudeau hôm thứ Bảy ngày 11 tháng 2 nói rằng, theo lệnh của ông, một máy bay, bay chiến đấu của Hoa Kỳ đã bắn hạ một vật thể không xác định khi nó bay cao trên vùng trời Yukon Territory của Canada. Trong một động thái có thể khiến cả người Mỹ và Canada bối rối, vật thể thứ hai trong số ba vật thể bay không xác định bị một chiếc F-22 của Hoa Kỳ bắn hạ ở Canada – theo lệnh của Thủ tướng Canada. Các câu hỏi nhanh chóng xuất hiện. Làm thế nào mà Canada có thể ra lệnh cho một phi công chiến đấu Mỹ? Làm thế nào mà Hoa Kỳ có thể tiến hành một hoạt động trên lãnh thổ Canada? Đáp án đơn giản, chiến đấu cơ F-22 và phi công của nó là một phần của Bộ Tư lệnh Phòng thủ Hàng không Vũ trụ Bắc Mỹ. Một tổ chức quân sự phòng thủ chung do Hoa Kỳ và Canada cùng điều hành để cùng bảo vệ không phận của cả hai quốc gia. Mục tiêu mang tính cương lĩnh của NORAD là ngăn chặn các cuộc tấn công từ trên không chống lại Bắc Mỹ, bảo vệ không phận có chủ quyền của Hoa Kỳ và Canada bằng cách ứng phó với hoạt động hàng không không xác định, không mong muốn tiếp cận và hoạt động trái phép trong các không gian này. Đồng thời cung cấp cảnh báo hàng không và hàng hải cho Bắc Mỹ. Tổng tư lệnh NORAD đương nhiệm là tướng 4 sao Hoa Kỳ Brent Vahed, người báo cáo cho cả tổng thống Hoa Kỳ và thủ tướng Canada. Một trong hai nhà lãnh đạo đó có thẩm quyền ban hành lệnh, như thủ tướng Justin Trudeau đã làm hôm thứ bảy ngày 11 tháng 2. Hai nhà lãnh đạo thường liên lạc trao đổi với nhau khi ra lệnh và lần này cũng không ngoại lệ. Tổng thống Biden đã được thủ tướng Justin Trudeau thông báo và ủng hộ việc hạ gục vật thể lạ bay trên Yukon, một lãnh thổ phía tây bắc của Canada. Sau đó, theo Nhà Trắng, ông và ông Chu Đầu đã thảo luận về tầm quan trọng của việc thu hồi vật thể để xác định thêm chi tiết về mục đích hoặc nguồn gốc của nó. Vật thể lạ này bị bắn hạ vào ngày thứ bảy, ngày 11 tháng 2 giờ địa phương, một ngày sau khi quân đội Hoa Kỳ bắn hạ một vật thể khác ngoài khơi bờ biển Alaska. Một ngày sau và chủ nhật, chiếc thứ ba bị bắn rơi trên hồ Huron. Ba vụ việc xảy ra trong khoảng một tuần sau khi khinh khí cầu do thám Trung Quốc bị bắn rơi ở vùng biển ngoài khơi Nam Carolina, Mỹ. Một quan chức cảnh sát hoàng gia Canada, The Roger Canadian Mouse Police, cho biết hôm thứ Hai, ngày 13 tháng 2 rằng, vật thể lạ trên không bị máy bay phản lực quân sự của Mỹ bắn hạ trên hồ Huron, hiện vẫn chưa được xác định vị trí. Ông Sins quyền phó ủy viên OCMP, nói trong một cuộc họp báo. Chúng tôi hiện chưa xác định được vị trí các mảnh vỡ vào thời điểm này trong sự cố hồ Huron. Ông cho biết cuộc tìm kiếm đang ở giai đoạn đầu. Bốn vật thể lạ trên không và còn tiếp tục tăng đã vi phạm không phận Bắc Mỹ trong vòng chưa đầy một tuần, bắt đầu với việc một khinh khí cầu giám sát tầm cao của Trung Quốc bay qua Alaska và Tây Bắc Canada. Bộ Tư lệnh Phòng thủ Hàng không Vũ trụ Bắc Mỹ đã theo dõi khinh khí cầu này và ba vật thể trên không khác có vẻ như không có mối đe dọa quân sự nào đối với Bắc Mỹ, nhưng chúng vẫn gây lo ngại vì chúng có thể vừa thu thập thông tin tình báo, vừa can thiệp vào giao thông hàng không dân sự. Thông tin từ Bộ Tư lệnh Phòng thủ hàng không vũ trụ Bắc Mỹ Noras có 3 nhiệm vụ. Một, cảnh báo và theo dõi các vật thể bay cần quan tâm, cảnh báo hàng không vũ trụ. 2 Noras có thể hạ gục, hay nói cách khác là bắn hạ, những vật thể bay này hoặc áp giải chúng ra khỏi không phận quốc gia. Kiểm soát hàng không. 3. NORAD theo dõi các tàu hàng hải tiếp cận Bắc Mỹ có thể gây lo ngại, cảnh báo hàng hải. Điểm độc đáo của NORAD là các máy bay đánh chặn nhân sự và tài sản của Canada và Mỹ phối hợp nhịp nhàng với nhau trong các mệnh lệnh chung. Ví dụ, nhân viên Canada có thể phụ trách nhân viên NORAD của Mỹ ở Alaska, trong khi các máy bay phản lực của Mỹ được giao cho NORAD có thể hoạt động trong không phận Canada. Nhân viên Norad giao tiếp và phối hợp với nhau xuyên biên giới quốc gia. Đây là một phần của thỏa thuận Norad. Không phải ngẫu nhiên mà tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin đặc biệt lưu ý đến vai trò của Canada và Norad trong vụ bắn hạ khinh khí cầu giám sát của Trung Quốc trên Đại Tây Dương vào ngày 4 tháng 2. Tổng tư lệnh Norad Grenzvehek một vị tướng 4 sao của Hoa Kỳ đóng tại căn cứ lực lượng không gian Peterson ở Colorado Springs, Mỹ và có thể tiếp cận với cả tổng thống Mỹ và thủ tướng Canada. Ông có trách nhiệm và nghĩa vụ như nhau đối với công dân Mỹ và công dân Canada. Nếu một vật thể bay cần bị bắn hạ, tổng thống Mỹ phê duyệt bất kỳ hành động nào trong không phận Hoa Kỳ, trong khi thủ tướng Canada phê duyệt các hoạt động trong không phận Canada. Chủ quyền quốc gia được tôn trọng với trường hợp các vật thể lạ bay qua Yukon và Hồ Huron, trong khi chúng bị bắn hạ trong không phận Canada với sự ra lệnh của Thủ tướng Justin Trudeau và các máy bay chiến đấu của Mỹ đã có mặt để hỗ trợ và thực hiện mệnh lệnh. Theo các điều khoản của NORAD, việc máy bay phản lực của Canada hay Mỹ được sử dụng để bắn hạ các vật thể bay không xác định trên bầu trời Bắc Mỹ không thành vấn đề. Nhiệm vụ của NORAD được thực hiện với cơ quan chỉ huy quốc gia thích hợp Mặc dù NORAD chắc chắn cần hiện đại hóa, nó không chỉ đòi hỏi các radar, vệ tinh và thiết bị đánh chặn mới, mà còn cả cách để tích hợp thông tin và tình báo từ nhiều đối tác và đồng minh hơn. Các sự kiện trong vài ngày qua vẫn cho thấy nó rất linh hoạt. Những sự kiện tương tự cũng đã nhắc nhở cả người Canada và người Mỹ rằng Bắc Mỹ dễ bị tổn thương. Chúng ta không biết nguồn gốc của tất cả các vật thể bay, điều đó sẽ tùy thuộc vào FBI, RCMP và các cơ quan tình báo để phân biệt. Nếu các vật thể bay có nguồn gốc từ nước ngoài, các bước tiếp theo sẽ liên quan đến Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và của Canada. Nếu chúng có nguồn gốc trong nước, đó sẽ là vấn đề đối với cảnh sát và cơ quan quản lý dù bằng cách nào các sự kiện gần đây đã cung cấp cho bắc mỹ một hồi chuông cảnh tỉnh rõ ràng canada không phải là ngôi nhà inox mà chúng ta thường hy vọng mỹ cũng không tránh khỏi các mối đe dọa tiềm ẩn chỉ vì sức mạnh quân sự mạnh mẽ của mình